Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 12 của tiểu thuyết Chạy đua tìm vàng với CIA. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 13 của tiểu thuyết này. Trước lúc nổ máy, cô gái vén tóc đội chiếc mũ bay lên đầu và lặng lặng đưa tôi cặp tay nghe có gắn micro để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau trong khi bay. Tôi ngạc nhiên khi thấy trực thăng bay về hướng Tây Bắc, nhưng chợt hiểu ra, cô muốn tôi được nhìn thấy lần cuối cùng nơi mình đã sống. Trực thăng bay là là trên dải rừng phía Bắc vùng đồi cỏ, lướt qua chỗ chiếc máy bay chở vàng bị rơi, qua cái cây khô chết nhô trên tán cây cổ thụ, nơi tôi đã leo lên đối đầu với cái chết, và trước mắt là vòm cây đa như một tán dù khổng lồ. Nhìn từ trên cao, khúc suối trước mặt nhà tôi lượn cong cong, nên vũng suối trông giống viên ngọc bích gắn trên mặt nhẫn không nhìn thấy ngôi nhà, cũng chẳng có bóng con thú nào. Sau vòng lượn thứ hai, chiếc trực thăng bay thẳng về hướng đông. Lúc ra khỏi miền Sơn Nguyên, vùng núi non phía dưới như tụt thấp xuống. Rừng già trải mênh mông, những đỉnh núi nhọn, những vách núi dựng đứng trở nên mềm hại hơn và bớt vẻ hiểm trở. Xung quanh tôi lúc này là khoảng không bao la, bên dưới là thảm rừng mịn màng. Tôi có cảm giác hụt hẫng và chống trải khi không còn nền đất vững chắc dưới chân cùng cây rừng vây bọc che chắn quanh người chiếc trực thăng vẫn chúi đầu như trượt xuống theo chiều nghiêng của đông trường sơn giữ một độ cao tương đối ổn định so với mặt đất nó bay ngoằn ngoèo len lách giữa những dãy núi lúc lúc lại hiện bóng trên những sườn núi xanh gì còn đọng nắng những đỉnh núi cao lao thẳng tới rồi vụt tránh sang một bên và lướt nhanh về phía sau tôi đưa mắt nhìn lên bảng điều khiển la liệt đồng hồ tìm chiếc chỉ độ cao nhưng không nhận ra. Chắc ở đây dùng đơn vị đo khác. Như hiểu tôi nghĩ gì. Cô nói trong khi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Ta đang bay với tốc độ 150 cây số giờ. Em phải bay thấp để tránh ra đa quét sóng. Lúc nào về gần tới đồng bằng mới lên cao liên lạc với bác Tùng. Tôi nhìn cô thán phục. Trông cô khác hẳn với cô gái hồn nhiên nhí nhảnh ở trong rừng lúc nãy. Có lẽ đây là cô chị hai chị em giống nhau như đúc nhưng cô chị từng trải hơn bởi gương mặt trầm tĩnh ánh mắt quyết đoán và những động tác thành thục tự tin còn tôi lúc này chắc giống chú bé nhà quê lần đầu được đi ô tô lóng ngóng và ngơ ngác cô gái kéo cần lái chiếc trực thăng nâng độ cao rất nhanh nếu không bị ném chặt vào ghế ngồi hẳn tôi đã nghĩ rằng thảm rừng phía dưới đang chìm nhanh xuống ở đó lác đác mấy đám nương rẫy trông như những mụn vá trên chiếc áo xanh của rừng phía xa hơn có những triền rừng bị giải chất độc hóa học màu cây khô xám xịt đường chân trời đang duỗi ra thẳng dần trong ống nghe có tiếng cười khúc khích rồi giọng cô nho nhỏ tới đây lên cao được rồi lỡ chúng đạn quân giải phóng thì oan lắm dưới đó là vùng giải phóng sao vâng anh có muốn xuống đó không vậy cũng được cô bay chậm chậm để tôi nhảy ý Đừng giỡn nàng nghen, Anh mà nhảy Em cũng nhảy theo Trước về dưới Lấy gì để thường cho anh hai của anh Tít dưới xa Có một dòng nước trắng bạc uốn lượn như nét vẽ Màu xanh ở à mặt đất Trông cũng nhạt hơn Đôi chỗ vàng hoe Cô gái nhìn đồng hồ đeo tay Rồi ấn một chiếc nút trên bảng điều khiển Chỉnh núm Và ra tần số vô tuyến Lát sau Cô gieo khẽ Có rồi Và quay sang tôi giải thích Bác ấy quy ước tín hiệu liên lạc trên sóng vô tuyến chứ không đàm thoại được. Giờ thì khỏi lo rồi. Để em xuống thấp, cho anh ngắm đồng bằng. Đồng bằng? Nhanh như vậy ư? Dễ dàng vậy ư? Tôi thấy nghẹn nghẹn. Đã bao ngày mơ ước lúc về tới đồng bằng. Nhìn từ độ cao chừng 200 mét, cảnh vật bên dưới hiện rõ mồn một. Trên dòng sông quanh co uốn khúc, vài chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ. Mái chèo quẫy nước lóe nắng. Ven bờ sông, thỉnh thoảng lại thấy một xóm nhỏ thưa thớt vài nóc nhà ẩn hiện dây bóng cây xanh dờn. Chăn giữa những dãy đồi là mấy vạt ruộng sắc sơ màu rơm dạ. Đã qua vụ gặt. Lát sau, những quả đồi thưa dần rồi biến mất. Xóm làng xanh mướt cây lá, nổi lên như những cù lao giữa cánh đồng trải rộng. Tôi xách cái túi đựng máy chuyển tin, hé cửa thả xuống sông và lần túi quấn lấy một chiếc bật lửa ném ra ngoài. Định giữ làm kỷ niệm, nhưng thôi, bật lửa Trung Quốc để lại không tiện ngắm nhìn dòng sông, tôi hỏi. Sông gì đây, cô Thủy? Thu Bồn đó anh. Từ đây về quê em, có chút xíu hả? Sông Thu Bồn. Có phải dòng nước, nơi anh Sơn hy sinh chảy về tới đây? Khi còn sống trong rừng, tôi mường tượng lúc nhìn thấy đồng bằng, chắc mình sẽ lịm đi vì xúc động. Vậy mà lúc này, cảm giác bồi hồi chỉ thoáng qua. Đồng bằng, nhưng là vùng địch. Mình đang ngồi trên chiếc máy bay của địch, Điều gì chờ ở phía trước? Từ trưa tới giờ Một câu hỏi cứ lợn vẩn trong đầu tôi Vì sao ông Tùng nói với Thủy Hôm nay sẽ không có cuộc tập kích nào tiếp theo? Nếu ông ta không dính gì tới vụ này Thì làm sao biết được điều đó? Phải chăng Đang có một cái bẫy chờ mình lúc máy bay, bay đáp xuống? Kế điệu hồ ly sơn mà Mình không hề nghi ngờ Thủy Những gì cô ấy đã làm Lá thư của anh Hai Nguyên Những tình cảm cô biểu lộ Khẳng định lòng tin đó Nhưng biết đâu kẻ địch lợi dụng. Biết Thủy đang nối chặng đường cuối cùng liên lạc, chúng tạo điều kiện cho cô bay. Nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc tổ chức một cuộc tập kích. Tôi nhìn khẩu súng trong tay. Lúc này, nó chỉ là vật phụ thêm vào việc cải trang cho phù hợp với bộ quần áo rằn di mặc trên người. Nếu địch đoán bắt khi máy bay đỗ xuống, tôi cũng không thể bắn. Có thể giết thêm vài tên, nhưng Thủy sẽ bị nguy hiểm. Nếu may mắn sống sót, thì cũng bị thương rồi tù đầy anh có nghe em nói chi không tiếng cô lọt vào ống nghe kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ bồn chồn cô bảo sao em hỏi anh có muốn ghé qua quê anh hai của anh không muốn nhưng làm sao ghé được cô trả lời mình nhìn từ trên cao thôi chiếc trực thăng vẫn bay phía trên con sông tôi chăm chú nhìn những xóm làng hiện ra bên dưới anh có thấy cái xóm nhỏ có mấy cây cao 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 kia không đó cái xóm sát khúc sông có bờ cát vàng vàng, làng em đó. Cô có hay về thăm quê không? Em về hoài à, mộ má em và anh trà đều ở đó. Vậy cây mai còn không? Còn chứ, bà em quý nó lắm. Ông kể, cây mai ấy ông nội chồng từ hồi chưa có ba. Mà thôi, đến giờ hẹn rồi, em đổi hướng đây. Chiếc trực thăng lượn một vòng, rồi bay về hướng Tây Bắc. Thì ra, cô đã bay dẫn thêm vài chục cây số để tôi nhìn thấy cái xóm nhỏ đó. Bên dưới quốc lộ một như con rắn màu đen trườn dài trên cánh đồng và mất hút ở cả hai đầu. Nếu lúc này có nắng chắc sẽ nhìn thấy biển. Xa một chút về hướng đông bắc thấp thoáng những mảnh trắng nhờ nhờ của nhà cửa phố xá. Nơi đó là Đà Nẵng. Gần tới rồi. Anh nhìn thấy quả đồi kia không? Tiếng cô nói trong ống nghe. Phía trước hiện ra mấy dãy đồi cây mọc cằn cỗi. Máy bay xuống thấp và bay chậm lại trước mặt tôi là một mỏm đồi có những vết đỏ huét của đất sỏi bị đào bới tôi căng mắt nhìn những đường hào nông chạy ngoằn ngoèo vài ụ súng đắp bằng bao cát mấy đường thép gai bùng nhùng dưới chân đồi có con đường nhựa chạy về hướng đông có lẽ đây là một cứ điểm đã bỏ trống trong ánh sáng nhá nhem của những tia nắng cuối ngày quả đồi trông hoang vu và vắng vẻ không thấy người không thấy xe biết đâu chúng đang ẩn trong mấy ụ súng trực tăng hạ càng trên vạt đất bằng phẳng giữa đỉnh đồi tiếng động cơ dịu lại cánh quạt vẫn quay chậm chậm tôi hồi hộp nhìn quanh từng thớ thịt trong người căng lên một phút hai phút ba phút tất cả vẫn yên tĩnh không có bọn lính cắp súng hò hét nhau xông ra từ mấy ụ súng không có những chiếc xe rú máy lao hết tốc độ lên đỉnh đồi trong cảnh hoàng hôn vắng lặng chỉ thấy làn bụi mỏng manh đang lắng xuống tôi liếc nhìn cô thấy đôi mắt mở to đang chớp chớp lo lắng bác ấy đâu kìa anh ngồi yên ta đợi chút nữa vẫn chăm chú quan sát xung quanh tôi hỏi để át nỗi buồn chồn cho cả hai lúc nãy thấy cô thủy cứ im lặng tôi lo quá trên đoạn đường nhựa cách chừng hai cây số một chiếc xe dép quân sự ló ra khỏi khúc quanh bon bon về hướng chúng tôi trên xe chỉ có một người lúc nó rẽ vào con đường sỏi chạy thẳng lên đỉnh đồi Tôi nhìn rõ ông Tùng ngồi sau tay lái. Anh xuống được rồi. Cô nói, vẫn cúi mặt. Tôi mở dây an toàn, bỏ ông nghe xuống. Ngần ngừ không biết nói thế nào. Anh về trước đi, trả máy bay xong, em về liền à. Cô lại dục giọng dịu dàng. Chiếc xe dép dừng ngoài vùng gió cánh quạt. Ông Tùng xuống xe, chắp hai tay sau lưng đứng nhìn lên. Tôi xách súng nhảy xuống, giữ bước bình thản đi về phía chiếc xe ông tùng mặc nguyên bộ đồ sĩ quan đeo lon đại tá vành lưỡi chai giải thượt của chiếc mũ lính che tối đôi mắt làm tôi không đoán được ông đang nghĩ gì dù sao lúc này cũng còn quá sớm để nói lời cảm ơn tôi nghĩ vậy nên chỉ nói chào đại tá rồi bước lại gần ông im lặng chìa tay ra tôi đưa một tay bắt ông chụp tay tôi bắp mạnh và nói khá lắm anh bạn việt cộng tôi biết chắc chắn anh còn sống mà nào lên xe ông quay về phía chiếc trực thăng vẫy tay tiếng động cơ rồ lên, chiếc trực thăng sạt qua trên đầu chúng tôi, cuốn cây mũ của ông bay xuống đất, bụi tung mù mịt. Cái con này, nó bay kiểu gì thế không biết? Ông Tùng cào nhào, cúi xuống nhặt mũ. Tôi vừa áy náy vừa buồn cười, rõ là ông ta bị vạ lây. Chúng tôi lên xe, chiếc xe dép quay đầu chạy xuống đồi, lát sau đã bon nhanh trên con đường nhựa vắng tanh. Được chừng vài cây số, ông Tùng lượn xe đỗ sát lề đường và nói trời còn sáng ta đợi một chút tốt nhất là không nên để ai nhìn rõ mặt anh ông quàng một tay qua lưng tựa của ghế lái quay sang phía tôi thân mật hỏi làm sao anh thoát được tôi ngập ngừng biết ông hỏi về vụ tập kích nhưng đó là lời hỏi thăm thân tình hay muốn tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại tôi ấp úng có lẽ cũng nhờ may mắn thôi chuyện dài lắm thôi để kể sau nhưng lúc đó anh giận tôi lắm phải không Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Hình như chỉ có sự chân thành. Đại tá hỏi một câu rất khó trả lời. Chúng tôi chẳng bao giờ hoài công để giận kẻ thù của mình. Xin lỗi, tôi nói về những kẻ đã tấn công tôi đêm đó. Còn lúc xả súng tiêu diệt chiếc trực thăng biệt kích, tôi có nghĩ đến đại tá. Và quả thực tôi thấy thất vọng. Tôi hiểu, dù sao cũng cảm ơn là anh vẫn tin tôi khi thẳng thắn nói ra điều đó. Ông nói, và móc túi áo ngực Lấy ra mấy tờ giấy đưa cho tôi. Đây là giấy tờ của anh. Tôi biết ông Thành đã móc được với bên kia, chắc là họ lo đủ cho anh rồi, nhưng phần tôi giúp được gì, tôi vẫn giúp. Anh quay qua giấy tờ đi, lỡ có gì đối đáp cho em. Tôi lướt nhanh hai tờ giấy. Đó là giấy nghỉ phép do chính ông ký, cho phép tôi nghỉ phép chờ làm thủ tục xuất ngũ, cùng với một giấy của quân y xác nhận tôi bị sốt rét lâu ngày, nay được nghỉ để ra ngoài chữa bệnh tên trong giấy ghi là nguyễn văn hải quê ở quảng trị tuổi cũng khớp cả cái bệnh sốt rét cũng hợp với nước da vàng và tặng người tôi lúc này một lần nữa ông lại làm tôi ngạc nhiên tôi gấp hai tờ giấy bỏ vào túi áo ngực cài cúc lại và nói mà không nhìn ông xin cảm ơn đại tá mọi việc vẫn còn ở phía trước vẫn còn quá sớm để bộc lộ tình cảm biết ơn chân thành nếu đây là một cái bẫy thì tôi đã đút cả hai chân vào bẫy nhưng chân là chân còn đầu là đầu tôi không thể phí phạm lòng tin của mình có đúng không hai thói quen cảnh giác lúc ở rừng đã khiến tôi đa nghi hạ hồi phân giải trong chuyện tàu người ta thường nói như vậy mấy năm vừa qua tôi đã gặp khá nhiều chuyện lạ nhiều đến mức đủ để hiểu rằng cuộc sống luôn chứa được những điều bất ngờ ông tùng liếc nhìn tôi vẻ tò mò nhưng không nói gì chỉ đưa tay nhìn đồng hồ rồi xoay chìa khóa nổ máy. Chiếc dép trườn ra mặt đường nhựa và lao đi vun vút. Tôi tựa súng vào vai, ngồi gách chân lên thành cửa xe, dáng ngổ ngáo. Nhưng thực ra, trong lòng rất lo lắng. Cái vai lính ngụy đã diễn mấy lần ngoài Quảng Trị, nhưng lúc này lại khác. Địa bàn xa lạ, xung quanh không có đồng đội. Sự hỗ trợ của tổ chức vẫn là vô hình. Với lại sau mấy năm ở rừng, ra đùng một cái về phố xá vùng địch chiếm đóng, lại trên xe của một đại tá ngụy thứ thiệt, là chuyện mới sáng nay tôi vẫn chưa hề nghĩ tới. Trời sẩm tối, sương chiều đang xuống, mây răng đầy trên dãy núi chạy song song với con đường, cách chừng vài cây số. Suy nghĩ khá lâu, tôi mới nhớ được đây là dãy Hải Vân đổ từ Trường Sơn ra tới biển. Phía trước hiện ra một vùng sáng mờ mờ, Đà Nẵng đã lên đèn, trong làn gió phả ào ào vào mặt như có vị mặn của muối biển. Phía biển lúc này đen ngòm, thỉnh thoảng lại thấy ánh chớp lóe lên từ những đám mây xa. Vậy là đêm nay trên núi sẽ mưa. Mưa nguồn chớp biển. Có bốn chữ mà gợi nhớ đến nôn nao. Bốn bánh xe nhảy trồm trồm lúc leo qua đường tàu. Tôi cố nén để khỏi bật rên bởi những chỗ bị đánh bên sườn đau nhói. Chạy thêm một quãng ngắn, chiếc dép bật đèn pha rồi ngoặt sang trái theo con đường nhựa rộng hơn và phẳng lì. Đây đã là quốc lộ một. Không khí nồng mùi xăng Ánh đèn xe xoay loang loáng, dãy hàng rào dây thép gai ken kín mít phía bên phải đường. Vài chiếc ô tô chạy ngược chiều, pha đèn chói mắt. Một chiếc máy bay bật đèn hiệu ở cả bụng và hai đầu cánh xả thấp sau dãy hàng rào dây thép gai. À, trong kia là sân bay. Hèn gì, chúng rào kỹ quá. Trước mặt tôi hiện lên những bóng điện đường vàng tù mù trong xương, rồi những dãy phố đầu tiên thấp thoáng đèn nhông. Đường phố đông dần, xích lô, xe máy, xe đạp, xe dép quân sự, biển hiệu xanh đỏ và chớp đèn quảng cáo nhấp nháy. Trong những người đi bộ có cả lính ngụy và lính Mỹ. Nơi đây về đêm vẫn ồn ào tấp nập, khác hẳn một trời một vực với vùng rừng mà tôi vừa từ biệt. Sau khi qua mấy ngã tư, xe chúng tôi chạy vào những đường phố ngắn yên tĩnh. Hai bên đường có những cây cổ thụ, nghiêng cảnh, đan thành vòm trên cao. Ông Tùng vẫn bình thản sau tay lái. Chẳng ai, dù cảnh sát hay quân cảnh, lại dám chặn xe một đại tá để kiểm tra. Đang chạy nhanh, ông bỗng phanh xe đột ngột. Tiếng bánh xe miết cháy mặt đường, rít chói tai. Vài người qua đường giật mình ngoái cổ nhìn lại. Những người trong quán ăn ở góc đối diện cũng hoảng hốt ngó ra. Ông nhấn ba tiếng còi rồi bảo tôi. Anh xuống mở cổng đi. Bài bản phải thế, chứ chả lẽ quan lại xuống mở cổng cho lính. Nhưng sao ông ta làm một nào quá vậy? Tôi nhìn nhanh về chiếc cổng sắt sơn xanh phía trên có dàn dây leo thoảng vài cái hoa màu tím bên trong là ngôi nhà nhỏ một tầng khá kín đáo và tách biệt với những nhà khác bởi xung quanh có khoảng đất trống trồng cây trong nhà sáng đèn nhưng im ắng có gì trong đó tôi xuống xe giữ vẻ tự nhiên tiến lại phía cổng chưa kịp đưa tay mở thì bóng điện trên cổng bật sáng cánh cổng hé ra tôi đứng tránh sang một bên để ánh đèn không rọi vào mặt vừa nhìn thấy ông thành bước ra Ông nhìn tôi khẽ gật đầu chào, hờ hững nói. Anh vào đi. Rồi bước nhanh về phía ông Tùng, chào hỏi vồn vã. Vậy là sao? Tôi điếng người trước thái độ lạnh nhạt của ông, nhưng tự nhủ phải bình tĩnh. Đã chót đâm lao rồi. Lách người qua cổng, tôi đi ngang mảnh sân nhỏ và bước lên bậc tam cấp trước nhà. Cánh cửa chỉ khép hờ để lọt ra việc sáng xanh của ánh điện. Bên trong là gian phòng khách, bày biện đơn giản không có ai ở trong đó hai ông vẫn đứng nói chuyện trước cổng đang đứng ngơ ngác giữa phòng tôi bỗng giật mình khi thấy cánh cửa dẫn vào phòng trong mở ra và một tinh lính mặc quần áo rằn di xuất hiện tim tôi thoát lại người cứng đờ mọi phản xạ hầu như bị tê liệt tên lính nhào tới đưa cả hai tay chụp lấy tay tôi lắc lắc nói như reo lên anh hải anh hải mạnh giỏi không tôi ngỡ ngàng nhìn anh ta bộ óc chậm chạp hoạt động trở lại Trông anh ta quen quen Hình như đã gặp ở đâu rồi Cả giọng nói nữa Tôi phân vân hỏi Anh là... Trời, anh Hải quên em rồi sao Em gặp anh hôm lên bốc mộ Nhớ ra rồi Đây là một trong hai người lính nói giọng nam bộ hôm đó Nhưng anh ta làm gì ở đây Em chờ anh Hải suốt ngày nay Anh ta nói tiếp Giọng vẫn mừng rỡ Đại tá biểu em lẻn vô đây từ sáng Chờ anh Hải về để ra thế chỗ ngoài xe anh hãy ngồi xuống cho đỡ mệt Anh ta kéo tôi ngồi xuống ghế Rồi đứng nhìn tôi Nét mặt hớn hở Nhìn bóc dáng người lính Và bộ quần áo anh ta mặc trên người Tôi chợt hiểu Đây là sự sắp xếp của ông Tùng Lát nữa khi ông ra về Vẫn đủ hai người trên xe Không ngờ ông đại tá không lực Mà kinh nghiệm hoạt động bí mật đầy người Nén tiếng thở phào tôi hỏi Anh làm như vậy không sợ sao Dạ thưa Đại tá biểu thì em phải làm. Với lại, em chịu ơn anh Hải nhiều lắm. Tôi ngạc nhiên. Ơn tôi? Dạ, vừa rồi em nhận được thư đưa em. Nó báo tin má em đã khỏi bệnh. Liên quan gì tới mình? Tôi thắc mắc. Má em bệnh hơn năm nay, không có tiền mua thuốc. Bữa trước anh Hải cho miếng kỳ nam. Em về bán được ít tiền, gửi vô cho má uống thuốc. Nghe tin bà Mạnh trở lại, em mừng lắm. Nhà em nghèo, bà con lối xóm cũng nghèo không ai giúp được vậy mà anh hải ở tận trên rừng xa xôi như vậy lại chẳng quen biết gì mà anh hải giúp được em không bao giờ quên ơn anh hải anh ta rơm rớm nước mắt tôi cũng cảm động trước sự chân tình của người lính thực ra tôi đâu có chủ ý giúp anh ta mới hay mọi việc cốt ở cái tâm con người thẳng trung sĩ hưng đấy thôi nó cũng có phần như vậy ông tùng bước vào nhà hất hàm nói với người lính ra xe ngồi trông chừng Dạ. Người lính cúi đầu, đưa mắt chào tôi rồi đi ra. Ông Tùng quay sang nói với tôi. Anh yên tâm, thằng đó tin được. Hắn cùng quê với tôi đó. Ông Thành khép cửa lại, hấp tấp bước tới ôm vai tôi. Vậy là anh đã về được. Cả ngày nay, tôi nóng ruột quá trời. Anh có khỏe không? Dạ, cháu khỏe. Cảm ơn bác. Thôi, giao lại cho anh với con Thủy. Tôi hết trách nhiệm ông tùng nói với ông thành rồi quay sang tôi chúc anh về tới đích chào ông vỗ vai tôi và bước đi ngay không để tôi kịp nói lời nào thấy anh bình yên tôi mừng quá ông thành nói mà mắt ươn ướt sáng qua nghe ông tùng nói chúng đánh lên chỗ anh tôi lo muốn xỉu quan thủy thì cứ khóc lên khóc xuống lại đúng lúc vừa nhận được thư chú nó nhờ chuyển cho anh thật là dối cả ruột tôi ôm chầm lấy ông xúc động đến trào nước mắt thật may mắn khi cuộc sống đưa đẩy tôi gặp được những con người như thế này ông thành đưa tôi lên gác dẫn vào một căn phòng nhỏ đêm nay anh ngủ ở phòng tôi đừng lo tôi còn chỗ làm việc ở dưới nhà còn đây là quần áo để anh thay phòng tắm phòng vệ sinh ở kia giờ anh đi tắm tôi xuống chuẩn bị cơm nước con thủy cũng sắp về rồi đó ông nói và vội vã đi xuống nhà lúc từ phòng tắm bước ra tôi nghe có tiếng mở cổng rồi tiếng ông thành nói dưới nhà thủy đó con sao về muộn vậy dạ con phải la cà một chút nôn nóng quá không tiện con ôm cái gì vậy ủa ba coi nè giọng cô hãnh diện con báo ở đâu ra vậy con Anh làm cho con đó ba coi có đẹp không ừ đẹp lắm chà anh ấy biết con mê con báo lắm mà ảnh đâu ba ở trên phòng thôi con đi tắm rửa cơm nước để ba lo. Tiếng chân cô gái bước gấp gấp trên cầu thang, ngập ngừng chiếc phòng tôi mấy giây, lại đi tiếp. Rồi tiếng mở, đóng cửa căn phòng ở phía cuối. Tôi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, cầm lên một cuốn sách, nhưng mãi chẳng đọc được một chữ nào. Những gì vừa xảy ra trong ngày hôm nay đã lôi cuốn hết tâm trí, làm xáo trộn nếp suy nghĩ bình thường. Và sắp tới còn gì nữa nếu ở đây lâu sẽ nguy hiểm cho cả gia đình ông Thành. Nhưng đường dây anh Hai Nguyên bố trí đang dừng lại ở đây. Tôi lệ thuộc hoàn toàn, không tự quyết định gì được. Có lẽ, vào đến chỗ giả lý mới gặp được người của mình. Muốn về tới đích, tôi phải đi con đường vòng khá xa. Có khi đường vòng lại là con đường gần nhất. Giờ tôi mới hiểu vì sao trước đây anh Hai Nguyên lại dặn. Đường trở về không nhất thiết phải đi ngược lại con đường đã đi. Anh không thể biết trước mọi chuyện, nhưng với kinh nghiệm của mình, anh đã lường tới những tình huống ngoài dự tính. Mãi suy nghĩ, tôi giật mình khi nghe cô gái gọi khẽ ngoài cửa phòng. Anh Hải, tôi vội đứng dậy mở cửa. Em vô được không? Sao lại không? Cô Thủy vào đi. Cô bước vào, tươi tắn trong bộ quần áo bà ba màu tím nhạt. Đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân, cô kêu lên. Ôi, anh, coi lạ hoắc à? Ừ, tự tôi cũng thấy lạ. Tôi cười ngượng nghịu. Lâu nay toàn mặc quần áo lính, giờ mặc đồ thường, thấy nhã hững đi. Em tới bàn với anh, coi có cần mời bác sĩ không? Đừng, không nên. Nhưng chỗ chấn thương. Chẳng sao đâu, Thủy không thấy cả ngày nay tôi vẫn bình thường đấy thôi. Mai anh đi rồi, để vậy em sợ lỡ có chuyện chi. Thủy đừng lo, nó sẽ tự lành thôi. Có tiếng chuông réo ngoài cổng, Cô vội đứng dậy. Anh cứ ngồi đó để em xuống coi là ai. Ra tới cửa, cô còn ngoái lại lém lỉnh. Vậy là anh cũng có tiến bộ chút xíu rồi đó. Tôi lắng nghe tiếng chân cô chạy xuống cầu thang và băn khoăn tự hỏi, không biết chút xíu lúc này là bao nhiêu, chắc không giống với chút xíu lúc ở trên máy bay bay về quê cô. Một lát sau, cô hấp tấp chạy lên, hé cửa nghiêng người vào nói, anh có khách nghe Tôi yên tâm khi nhìn thấy nét mặt tươi rói của cô Nhưng vẫn hỏi Ai vậy? Người đằng mình Tức là Việt Cộng phải không? Sao cô biết? Không dẫn đâu nghe Cô lườm rồi nói tiếp Em gặp ảnh hai lần rồi Hôm vô tam kỳ bàn công chuyện Và bữa trước ảnh đưa thư anh hai tới đó Để em đưa ảnh lên Vài phút sau Cô dẫn vào phòng một người đàn ông lạ mặt Rồi ý tứ quay ra khép cửa lại chào anh tôi đứng dậy chào trước chào anh hải anh hai có gửi cho anh cái này anh nói và đưa cho tôi một tờ giấy gấp nhỏ tôi mở tờ giấy lại nhìn thấy một trang sổ tay của mình trang này chép bài thơ núi đôi nhưng chỉ có bốn khổ thơ đầu vậy là tin nhau được rồi tôi nắm chặt tay anh cảm động nói anh là anh nghĩa không anh nghĩa bị lộ mặt ở đà nẵng không ra được anh cứ gọi tôi là tám Tôi ở bên biệt động, được giao nhiệm vụ bảo vệ và đưa anh về tới chỗ anh Nghĩa. Anh cho biết tôi phải làm gì? Đêm nay anh cứ yên tâm nghỉ lại đây. Chúng tôi đã bố trí bảo vệ vòng ngoài. Ta có cơ sở trong hàng ngũ địch. Nếu có động, sẽ được báo trước. Tôi đã dặn Bắc Thành và cô Thủy tín hiệu báo động và địa điểm liên lạc trong trường hợp đột xuất. Sáng mai Bắc Thành chở anh vào Tam Kỳ bằng Honda, đi bình thường như mọi người, có lực lượng bám theo để phòng bất chắc. Khi có người cần gặp, thì mật khẩu là Anh dặn tôi mật khẩu hỏi và đáp Rồi nói Cũng phòng hờ vậy thôi Chứ tôi tin mọi việc sẽ êm Còn đây là giấy tờ của anh Anh đưa tôi tờ giấy hoãn dịch Nói tiếp Việc gấp quá Chúng tôi không lo được thẻ căn cước Khó nhất là không có ảnh của anh Đây là giấy thật Mượn của người khác Anh tự nghĩ cho mình một lý do phù hợp Để khai cho khớp nếu bị hỏi Tôi lấy ra hai tờ giấy ông Tùng đưa Tôi có giấy này anh xem được không anh chăm chú xem kỹ và ngạc nhiên hỏi làm sao anh có được tờ giấy này ông tùng đưa cho tôi lúc chiều hay lắm thế là tôi hết lo rồi anh hỏi thêm cô thủy về một số chi tiết như tên chỉ huy nơi đóng quân để phòng khi bị kiểm tra tôi do dự một lúc rồi hỏi các anh có biết gì về ông tùng việc đó do bộ phận khác theo dõi nên tôi cũng chưa biết gì nhiều ngoài những điều mà bắc thành và cô thủy nói nhưng cấp trên đã cân nhắc kỹ và quyết định sử dụng mối quan hệ cá nhân này để đưa anh về bằng con đường nhanh nhất thực ra công việc dựa hoàn toàn vào sự giúp đỡ của cha con bắc thành chúng tôi chỉ hỗ trợ phần cuối anh có cần hỏi gì thêm không tôi nói tôi trú lại đây sợ nguy hiểm cho gia đình bắc thành anh yên tâm việc này cũng đã được tính kỹ kế hoạch lúc đầu là đưa anh đến một địa điểm khác nhưng bác ấy đề nghị để anh ở đây chúng tôi đồng ý vì thế như vậy an toàn hơn Gia đình bác ấy chưa hề bị địch chú ý. Ta cũng có kế hoạch bảo vệ cho bác ấy và cô Thủy về lâu dài. Chúng tôi trao đổi thêm một số chi tiết, rồi anh đứng dậy. Ngày mai, tôi sẽ bám theo anh, nhưng chúng ta không gặp nhau nữa nếu không cần thiết. Vậy xin chúc anh mạnh khỏe và thắng lợi. Chúng tôi siết chặt tay nhau, cảm giác tin cậy từ bàn tay đồng đội làm lòng tôi ấm lại. Thế là tôi đã thật sự trở về. Đúng như đã hẹn. Ông Tùng đến vào lúc 9 giờ tối Vẫn trên chiếc xe dép lúc chiều Nhìn ông trong bộ quần áo thường Tôi thấy gần gũi hơn Mới bước vào phòng Ông đã lôi ra chai rượu Và thét gọi cô cháu gái lấy ly Vừa rót rượu Ông vừa nói với tôi Rất tiếc là không đãi anh được bữa cá lóc nướng Cũng chẳng mời anh về nhà tôi được Thôi đành vậy Nào ta cụng ly uống mừng cuộc gặp gỡ Bốn chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn nhỏ Trò chuyện vui vẻ theo yêu cầu của thính giả, tôi phải kể lại cuộc đụng độ vừa qua. Lúc đầu còn miễn cưỡng, nhưng rồi việc nhắc lại những sự việc tuy đã thành kỷ niệm nhưng vẫn còn nóng hổi đã khiến tôi xúc động thật sự. Tôi kể mà như đang nhìn thấy trước mắt bãi cỏ ướt sương đêm, loài nhòa ánh trăng, lối mòn quanh co trong dải rừng non, bóng thú vàng đen lốm đốm lao vút qua ánh đèn và quần lửa nổ tung giữa trời. Lúc tôi kể xong chuyện, mọi người cùng im lặng hồi lâu. Mãi sau mới nghe ông Tùng nói giọng trầm lại. Chà, không ngờ con dã thú mà có nghĩa đến vậy. Tiếc là không thể đem nó về nuôi được. Vậy mà cháu đem về được đó. Mày con nít hoài, bộ tướng tao say hả? Ông Tùng gắt. Bác muốn coi không? Để cho dắt nó tới. Cô nói rồi chạy vụt đi. Lát sau cô quay lại, ôm con báo đá đặt trước mặt ông Tùng. Ủa, mày lấy đâu ra vậy cháu? Bác đoán coi. Ông Tùng nâng con báo đá lên xem. Thứ đá này không phải đá non nước. Ông trượt ngẩng lên hỏi tôi. Anh làm trên đó phải không? Tôi hơi ngượng. Mấy tháng mưa không biết làm gì. Tôi ngồi đục chơi. Chà chà, coi bộ anh không chỉ biết bắn súng. Mày sướng thiệt đó cháu, ước cái gì được cái ấy. Đâu có bác, cháu chở anh về nên được trả công đó. Tôi sượng mặt, vội lảng nhanh sang để tài khác. Trong toàn lính hôm đó có người của không đoàn 6, chắc đại tá có biết. Ông Tùng nhìn tôi chằm chằm, lát sau mới trả lời. Tôi biết, nhưng sau đó, anh còn nhớ người Mỹ mà có lần tôi nói chuyện với anh không, hôm ở trên rừng ấy? Harry Cody. Tôi nói, dù đã đoán là ông sẽ nói một cái tên khác. Không, thằng cha kia, John Smith. Tôi nhớ đã kể cho anh nghe rồi. Vâng, hình như vậy. Nhưng sao kia ạ? Sáng qua, tôi được lệnh phải tổ chức một phi vụ tìm kiếm ở vùng rừng anh đang sống. Điều này chắc quan Thủy đã kể. Ngay sau đó, tay Smith trực tiếp gọi điện cho tôi về cuộc tìm kiếm. Lúc đó tôi mới hay, thằng đại úy ban hai lên đó. Ông dừng lại, tư lự một lúc rồi nói tiếp. Tôi không cần biết anh làm gì ở trên, nhưng chắc nối các sự kiện từ trước tới giờ thì có thể nghĩ rằng cha người Mỹ kia biết. Những chuyến bay của Cody và thằng trà trước đây đều liên quan đến Smith. Chỉ có điều lạ là việc chỉ dính tới cá nhân chứ không phải có bên tình báo hay quân đội. Đích thân Smith yêu cầu tôi giữ kín chuyện này, nhất là không cho giới báo chí biết. chả nói đây là công vụ đặc biệt. Tôi được một người bạn cho hay toán lính đó Smith thuê trả tiền đô đàng hoàng. Tất nhiên phải móc với cấp cao hơn mới thuê được. Nếu là công vụ, trong trường hợp này tụi xịa hay dùng mũ nồi xanh còn dùng thám báo sao không lấy ở đây tôi nhớ tới lời thượng sĩ lúc cãi nhau với tên kia đại úy không phải là sếp của tụi này đâu nghe đừng tưởng vì mấy trăm đô mà tôi lên đây khớp lắm tôi hỏi thẳng vì sao đại tá lại đoán chắc là ngày hôm nay không có cuộc tập kích nào tiếp theo ông tùng nhìn cô gái cào nhào cái con này mày có gì cũng đem khai hết với việt cộng Cháu không sợ đâu Nếu quy tội Tội bác còn nặng hơn Ông Tùng đánh lắc đầu Mày thiệt hết biết Rồi quay sang tôi Điều này cũng dễ nhận định thôi Smith hành động cá nhân Nếu có muốn làm tiếp Cũng phải có thời gian Và lại Chả còn lo việc bị vỡ lở Không biết rồi làm thế nào để bưng bít vụ này Nếu không vì tốt phi công lái trực thăng ấy là người Mỹ Thì Smith cũng bỏ mặc Chứ đâu thèm tìm kiếm Mà thôi Nói để anh biết vậy chứ không liên quan gì đến tôi. Nào, cũng riêng với anh một ly. Mà phải hết đó nghe. Đây là lần cuối. Sau này dù có muốn, tôi với anh cũng không còn gặp nhau nữa đâu. Sao thế? Tôi nghĩ là... Tôi chưa nói hết câu, ông đã ngắt lời. Hôm trước tôi nói với anh rồi, cùng lắm là tháng nữa, là tôi giao việc ở đây, nghỉ chữa bệnh. Thủ tục sắp xong, tôi sẽ sang bển với mấy đứa cháu. Giọng ông đã thấm hơi men ông thành nhìn tôi gật đầu và nói nhỏ anh tùng sắp nghỉ hưu vậy là hên cho anh đó mà cũng hên cho tôi nữa ông tùng cao giọng ít ra thì tôi cũng có dịp giúp anh nếu tôi đi rồi con thủy lấy đâu ra trực thăng để bay tôi ấp úng tôi biết ơn đại tá nhiều lắm ông cười rộ hình như anh không quen nói lời khách sáo thì phải tôi cũng thích vậy con người phải biết đối xử với nhau bằng cái tình đến con thú ở rừng còn biết như thế nữa là. Quả thực tôi thực lòng cảm ơn đại tá, nhưng tại sao đại tá lại làm tất cả những việc ấy? Tôi là người của bên kia cơ mà. Ông Tùng nhìn ly rượu, ánh mắt tối lại, chợt ông bưng ly rượu ực cạn rồi nói mà không nhìn ai cả. "Nếu nói tôi giúp anh cũng được, nhưng đó là giúp theo cách một con người, giúp một con người, tôi không giúp cộng sản." Ông cầm chai rượu, rót đều ra các ly chậm rãi nói tiếp. Hồi trước, mỗi lần nhậu như thế này, ba tôi thường khề khà nói với hai người anh em tôi. <laughs> ba tôi thường khề khà nói với hai anh em tôi. Ba nghèo không có cách chi, để lại, chỉ dặn các con. Làm thằng đàn ông, sống ở đời, phải biết trọng nghĩa khinh tài. Lúc đó còn nhỏ, lại tưởng ông xỉn, nên anh em tôi chỉ vâng vâng dạ dạ cho có lệ. Anh biết không, Ông lại nâng ly rượu uống hết mới nói tiếp. Lớn lên, tôi vẫn nhớ lời ba tôi. Nhưng đó là nhớ, chứ hiểu thì không có mấy hiểu. Học trung học ở Sài Gòn, dù đói quắt ruột, tôi cũng dáng học thật giỏi cho tụi nhà giàu lắc mắt. Nó chê mình nghèo thì được, nhưng không thể để nó khinh mình rốt. Rồi lúc được lựa học vô vi công cũng vậy. Cùng nghề lính, nhưng là lính con cưng, chỉ con cái nhà giàu mới vô được. Tôi tự hào về điều đó và dáng vượt lên để giỏi nghề. Tôi không quên lời ba tôi dặn chỉ tiếc là đến lúc bạc đầu mới hiểu ra Mỗi lúc một ít Ông ngừng nói Tay xoay xoay ly rượu Ánh mắt trống trải Cô gái láo táo Vậy chỉ cần nghĩa chứ không cần tài phải không bác Ông Tùng nhướng mắt Nhìn cô vẻ quay thường Mày còn phải học nhiều cháu ạ à. Đừng tưởng dễ như trong mấy tích cải lương đâu nghen Rồi ông khề khà Sống ở đời phải làm người giỏi Không giỏi tất cả Thì cũng phải giỏi trong nghề của mình Nhưng quan trọng nhất là phải đặt cái nghĩa lên trên cái tài, phải biết sống tình nghĩa, chứ đừng cậy giỏi. Ngày trước, ba tôi làm ruộng, xạ lúa cả vùng không ai bằng. Còn má tôi, bà làm món mắm khía ngon nức tiếng, mặc dù ở quê tôi ai cũng biết làm. Vậy cũng là người giỏi. Có điều ba má tôi sống nhân đức lắm. Đến giờ về quê, mấy ông bà già còn nhắc hoài. Chỉ tiếc ông bà đưa nhau đi sớm. Chà chà, trọng nghĩa khinh tài. Hiểu được bà sống được như vậy, không phải dễ đâu nghe. Ông cha ta ngày trước ít học Mà thâm thúy lắm Câu chuyện cứ tiếp tục dị giả Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa Không phải những cơn mưa chút sầm sập như trên rừng Mà từng giọt, từng giọt Lác đác rơi rả rích nhanh dần Văng vẳng từ xa tiếng giao đêm Ai mì hông Gió thổi tiếng giao Loang dọc phố vắng Nghe buồn như tiếng chim ăn đêm ở rừng Giờ này trên kia Chắc con báo đang chạy đi tìm tôi Tới khuya ông Tùng mới ra về Tiễn ông xuống tới phòng khách Thì ông bảo tôi lui lại Tôi bắt tay ông thật chặt Bác cho cháu gửi lời thăm bác gái Cảm ơn anh Ông cảm động Nhưng để anh đi rồi tôi mới nói Bà biết lại đùng đùng đòi tới thăm Lúc này đông người vô ra Không tiện cho anh Sau này tôi ấp úng Ông hiểu ngay Tôi không chắc có còn gặp lại anh nữa hay không Nếu anh muốn biết tin tôi Thì qua ông Thành tôi cũng vậy. Ông thở dài, trầm ngâm một lúc, định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ bắt tay tôi lần nữa rồi bước đi. Nhìn qua khe cửa, thấy xe ông chạy xa dần trên đường khuya vắng vẻ, rồi nhòa đi sau những hạt mưa, rơi xiên xiên quanh điện đường vàng vọt. Đêm đầu tiên ở Đồng Bằng, không hiểu vì xúc động hay lại nhà, lạ cảnh mà tôi thao thức mãi. Ngoài kia biển đang động, tiếng sóng biển ầm ầm nghe vừa lạ vừa quen, như vọng lại từ ký ức xa xăm theo kế hoạch, ông Thành sẽ trở thằng cháu họ bị sốt rét lâu ngày không khỏi, vào Tam Kỳ tìm thầy thuốc nam. Chúng tôi sẽ đi chừng giữa buổi, lúc trên đường đã đông đúc người xe. Tôi đành tháo rời khẩu súng, dặn Thủy lúc nào thuận tiện đem đi vứt. Không thể mang nó theo, dù tôi rất tiếc bộ kính ngắm. Ăn sáng xong, ông Thành bảo tôi ngồi đợi để ông đi mượn xe của nhà người bạn. Cũng chẳng ai xa lạ, đấy là ông Hồng mà tôi đã gặp hôm lên bốc mộ. Thủy báo nhà ông Hồng ở cạnh chợ Đà Nẵng, cách đây mấy dãy phố. Thủy đang bận việc gì đó trên gác. Tôi ngồi một mình trong phòng làm việc của ông Thành ở tầng trệt. Căn phòng giản dị. Ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường xếp, tài sản đáng giá nhất là sách. Rất nhiều sách xếp đầy trên mấy chiếc giá tre kín tường. Hòn đá hình chậu hoa cạn, ông mang trên rừng về, được bày trên một chiếc kệ có chạm chỗ hoa văn và cẩn xà cừ kê sát bản viết. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách. Chốc chốc, lại có tiếng xe xích lô lăn lọc cọc qua trước nhà. Lát sau Thủy bước vào phòng, tay sách chiếc ba lô kiểu lính ngụy. Cô nói, em chuẩn bị cho anh mấy thứ mang theo, anh coi có hợp không? Tôi lục ba lô, áo quần, màn, võng dù, chăn dù của lính loại thường, gọi là chăn thám báo, nhẹ và ấm, bàn chải, thuốc đánh răng, khăn mặt, vân vân cùng những thứ lặt vặt khác. Có cả mấy gói kẹo nữa. Chẳng biết cô chuẩn bị từ khi nào Giấu nỗi xúc động tôi cào nhào Mua kẹo làm gì Làm như tôi là trẻ con không bằng Mà Tôi lưỡng lự Toàn đồ mới cả ra có mấy thứ cũ thì hay hơn Vậy mà em không nghĩ ra Để coi Cô chọn ra mấy thứ Anh xài tạm mùng của em vậy Cả khăn mặt nữa Đổi luôn ống kem đánh răng Cái bật lửa Anh cần thêm chi không Tôi cười Với tôi thế này là giàu rồi có tiếng xe máy chạy vào cổng. Tôi nhìn ra, thấy ông Thành vừa về trên chiếc Honda nữ. Ông bước vào nhà dục con gái. Coi chuẩn bị đồ cho anh, đến giờ đi rồi đó con. Và ông bảo tôi, tôi vừa gặp anh Tám, anh hẹn ra đi lúc 8 giờ. Xong rồi đi ba, anh Hải, anh mang thêm cái áo len, trời lạnh đó. Cô đưa tôi chiếc áo len màu nâu dài tay, chắc của ông Thành, rồi mảnh sang nói với ông. Anh đang đau, Bà nhớ chạy chậm chậm. Bà nhớ rồi, con lấy cho anh cái áo mưa. Đúng 8 giờ, ông Thành dắt xe ra cổng. Tôi xách ba lô bước lại gần cô. Tôi đi đây, Thủy ở lại. Mạnh khỏe nghe. Cô nhìn tôi, đôi mắt đọng nước. Anh Hải, anh không nói chi với em nữa ư. Như vừa có một đợt sóng cồn trong tim, làm nghẹn máu đau nhói. Tôi nói mà cảm thấy hai mắt cay buốt. Thủy, tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng để khi nào hòa bình. Hòa bình? Vậy từ đây tới đó, em không được biết tin anh. Tôi sẽ gửi thư cho Thủy, có đường dây chắc gửi được. Tôi móc túi áo, lấy trang sổ tay có chép bài thơ núi đôi, đặt vào tay cô. Thủy cầm để nhớ nhét chữ. Anh đi mạnh giỏi, nhớ viết thư cho em nghe. Cô nói như thổn thức, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy trong tay tôi, Thủy đừng buồn, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Tôi buông tay cô bước vội ra đường. Mưa lâm thâm ướt láng mặt đường nhựa. Gió lạnh thổi từ biển vào, cuộn những đám mây màu trì buồn bã, lướt qua dàn radar trên đỉnh sơn trà. Xe đã ra khỏi Đà Nẵng một quãng xa. Tôi vẫn thẫn thờ như người vừa tỉnh giấc mơ. Lòng ngẩn ngơ, nuối tiếc vì đã để lại trong mơ một điều gì đó vô cùng quý báu và đẹp đẽ mà lâu nay mình hằng khát khao. Tiếng xe máy nổ đều đều, những cánh đồng những xóm làng xa lạ nối nhau lùi về phía sau cảnh vật hiện ra mờ nhạt trước mắt tôi lúc này hầu như chỉ có đôi mắt đen ngân ngấn nước đăm đăm nhìn tôi như dò hỏi như trách móc như chờ đợi mong mỏi tôi biết là thủy yêu tôi và tới giờ tôi mới hiểu rằng mình đã ao ước được yêu thủy như chưa bao giờ từng ao ước một điều gì trên đời như thế nhưng chiến tranh còn dài liệu sau này có còn sống để đền đáp đấm lòng của thủy tôi rưng rưng nước mắt Lòng cồn cào niềm thương nhớ lẫn dai dứt Mình ra đi như chạy trốn Một chiếc Suzuki lướt vèo qua Làm tôi giật mình Ông Thành vừa nói gì đó Nhưng gió tạt đi nên không nghe được Tôi ghé sát tới hỏi Bác vừa bảo gì ạ à? Trên chiếc su vừa rồi Là người của anh Tám đó Sao bác biết Lúc sáng anh ấy có dặn số xe Anh có thấy chiếc 67 đằng sau kia không Anh Tám đi chiếc này tôi nhìn qua gương chiếu hậu quả nhân thấy chiếc honda đang bám theo lúc xa lúc gần mình vô ý quá nãy giờ nếu có địch theo dõi chắc cũng không biết cô nén mọi xốn sang tôi hướng suy nghĩ vào hiện tại tam kỳ tôi hình dung trong đầu khúc bản đồ miền trung và nhớ là nó nằm ở gần những căn cứ quân sự của mỹ như núi thành vạn tường chu lai những địa danh dễ nhớ vì gắn liền với những trận đánh mỹ nổi tiếng không biết còn bao xa nữa Mấy cột cây số vừa thấy Chưa có chỉ tam kỳ Dọc hai bên đường Ít thấy dấu vết bom đạn như ở ngoài quê tôi Nhưng hình ảnh chiến tranh vẫn hiện ra rõ nét Ở những điểm quân sự chẳng chịt dây thép gai Trên đường Mấy chiếc xe đỏ chở khách chạy khép nép Khi gặp xe nhà binh Xe dép lao như tên bắn Xe Jimmy C chở lính chạy rầm rầm Có cả một đoàn xe chở những nòng pháo vua chiến trường Dài thượt chạy rung cả mặt đường Suốt cả chặng dài chúng tôi không gặp sự kiểm soát nào. Lúc vượt qua cột cây số có ghi tam kỳ hai cây số, ông Thành cho xe chạy chậm lại rồi rẽ vào con đường phía bên phải. Hơn 11 giờ trưa, chúng tôi tới một xóm nhỏ, nhà cửa thưa thớt, nằm ven mấy quả đồi thấp. Ở đây, cách quốc lộ 1 khoảng 10 cây số. Nhà gia lý ở rìa xóm, cách xa các nhà khác, đang loay hoay với giản bí trước nhà, thấy chúng tôi đến, già chạy ra mừng rỡ. Trời đất, Tôi nóng ruột từ sáng tới giờ Sao vô chưa quá vậy Ông Thành trả lời Anh Hải đang đau Nên tôi không dám chạy nhanh Anh bị sao Vậy hả Hèn chi ốm quá trời Thôi vô Vô nhà nói chuyện Để rồi tôi đi bốc cho anh mấy thang thuốc Sắc uống khỏi liền à Giả lý vồn vã nói Kéo tay tôi dẫn vào nhà Và ghé miệng nói nhỏ Thằng Nghĩa đang đợi anh ở trong buồng Ông mở cửa gian buồng phía trái căn nhà Đẩy tôi vào Nói tiếp Hai anh em ngồi nói chuyện, tôi ra trước trông chừng. Một người đàn ông mặc bộ bà ba đen đang ngồi bên bàn, thấy tôi vào đứng dậy bắt tay tôi. Chào anh Hải, tôi đợi anh từ sáng tới giờ. Anh Nghĩa ngồi với tôi khoảng 10 phút. Anh cho biết vừa có tin địch đổ quân phục kích ở một địa điểm trên đường lên căn cứ, ta đang kiểm tra lại. Vì vậy, tôi sẽ phải chờ ở đây tới chiều mai mới có người tới đón. Nơi đây gần địch nhưng yên xung quanh toàn cơ sở của ta anh coi đó tôi vẫn đi về được giữa ban ngày anh khẽ cười nói tiếp đúng ra có thể đưa anh đi từ đà nẵng nhưng trên chọn con đường dây này vì cha tôi quen biết gia đình bắc thành nếu bố trí cho đà nẵng móc nối sẽ mất nhiều thời gian kiểm tra thử thách để tin nhau mà việc đưa anh đi chủ yếu là nhờ bác ấy và cô thủy anh dặn tôi một số cách xử trí trong trường hợp bất chắc rồi quầy quả đi ngay nhà của gia lý là một ngôi nhà nhỏ ba gian, tường gạch, mái lợp tranh. Trong nhà đồ đạc đơn sơ, trên bộ bàn thờ cây ở gian giữa, có ảnh người con trai mặc quần áo lính ngụy, đeo lon hạ sĩ. Chính cái cậu mà hôm trước giả lên bốc hải cốt. Thấy tôi chăm chú nhìn bức ảnh, giả nói như thanh minh. Thằng Nghĩa bảo tôi đặt bức này, lính tráng có vô giả soát, chúng cũng nể. Sau mấy phút thăm dò, giả lý bảo. Thằng Nghĩa nó báo với tôi hơn tuần nay rồi, Vậy là ngày nào tôi cũng mong anh Anh cứ yên tâm nghỉ cho khỏe Vô đây Ông dẫn tôi vào căn buồng nhỏ ở bên gian trái Anh nghỉ trong này Ở đây làng lính ít tới Bà con lối xóm theo đằng mình cả Nhưng anh cũng không nên đi ra ngoài Nếu có ai hỏi thì nói là Ông bàn với tôi cách thức đối phó Trong những trường hợp cần thiết Trưa hôm đó Già Lý tự tay làm thịt gà đãi tôi với ông Thành Lúc ăn cơm Tôi mới biết trong nhà chỉ có già với đứa cháu gái chừng 9 tuổi là con của người con gái lấy chồng ở làng bên. Cháu tên là Linh, tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan và lanh lợi. Khoảng 2 giờ chiều ông Thành ra về. Trước khi đi, ông ôm lấy tôi, rơm rớm nước mắt. Anh đi mạnh khỏe, nếu có dịp nhớ nhắn tin cho tôi với con Thủy. Ra ngoài đó, nếu gặp chú Nguyên, nhờ anh kể lại mọi chuyện về tôi, về thằng trà con Thủy cho chú ấy biết. Tôi gửi thư không tiện, mà thư cũng đâu có nói hết được anh nói là gần ba chục năm nay tôi trông tin chú ấy từng ngày từng giờ thôi tôi về anh cứ ngồi yên trong nhà đừng ra ông buông vai tôi hấp tấp bước đi tôi lắng nghe tiếng xe nổ máy chạy xa dần lòng bồi hồi khi nghĩ đến không biết bao giờ mới lại gặp ông đến nửa chiều trời lắc sắc mưa gió xe xe lạnh cái lạnh ở đồng bằng thật dễ chịu chứ không như ở trên rừng tôi ngủ thiếp đi tai nghe tiếng mưa rơi mà ngỡ tiếng nước gì rào ngoài sân. Tỉnh giấc khi có tiếng xe máy và tiếng người trước sân. Tôi nhìn đồng hồ, thấy gần 6 giờ chiều. Hình như già Lý đang nói chuyện với ai đó. Lát sau, có người nào đẩy cửa bước vào, áo mưa loạt xoạt. Nhìn qua khe cửa, tôi bỗng sửng sốt. Thủy, cô như vừa hiện ra giữa nhà, nước trên áo mưa đang giỏ tong tong xuống nền đất. Tôi hé cửa buồng bước ra. Anh Hải, cô kêu khẽ, cặp mắt long lanh mấy sợi tóc ướt dính bết vào má tối hôm đó tôi với cô ngồi bên chiếc bàn gỗ trong gian buồng nhỏ nói chuyện đến khuya ngoài mái hiên nước mưa rơi giọt ngắn giọt dài gió lùa từng cơn rung lạc sạc những tàu lá chuối ánh đèn dầu soi bóng cô rung rinh trên vách nhà mải mê câu chuyện tôi kể cho cô nghe về quê mình về những kỷ niệm thời thơ ấu chuyện cô bạn học ngày nào cùng con đường nở đầy hoa sim tím Chuyện cũng giống giống như trong bài thơ ấy Phải không anh Thơ nào Bài thơ anh đưa em hồi sáng đó Cô chỉa ra trang sổ tay của tôi Tôi kêu lên Làm gì có Làm sao được như trong thơ Hơn nữa tôi với Hưởng lúc đó chưa dám nói gì với nhau Còn trong thơ thì viết Mới ngỏ lời thôi đành lỡ hẹn Khúc sau còn dài không anh Dài lắm Anh chép hết cho em Cô hăm hở móc túi sách lấy ra cây bút và cuốn sổ. Tôi bối rối. Nếu thư thả, cũng nhận nha, nhớ ra được. Nhưng lúc này còn tâm trí đâu nữa. Tôi không nhớ hết. Để chép cho Thủy mấy câu cuối. Còn lại sau này tôi chép nốt được không? Nhớ nghe anh, em chờ đó. Tôi chép cho cô khổ thơ cuối. Anh đi bộ đội sao trên mũ. Mấy câu này tôi rất thích, nên nhớ như in trong đầu. Cô cầm sổ lên đọc, tư lự một lúc mới nói mấy câu thơ thiệt hay Nhưng sao có cảm giác buồn buồn Vậy là hai người không gặp nhau nữa phải không anh? Ừ, người con trai đi chiến đấu nơi xa Còn ở quê, cô gái vào du kích Và vẫn một lòng chờ đợi Bảy năm sau, lúc hòa bình lập lại Anh bộ đội trở về thì cô gái đã hy sinh Chỉ còn tên trên tấm bia mộ liệt sĩ Anh nhìn lên hai ngọn núi Vẫn đứng bên nhau và khóc Núi vẫn đôi mà anh mất em cô chớp chớp mắt nói như thì thầm tội ghê anh ha em không ngờ thơ viết về chiến tranh mà lãng mạn và xúc động đến vậy nhà thơ giỏi thiệt tất nhiên rồi phải giỏi mới làm được thơ hay nhưng xúc động nhất chính là vẫn có những mối tình trong sáng đẹp đẽ như thế trong khói lửa đạn bom tôi nói hào hứng như là được gọi lên trong giờ giảng văn vậy đó còn anh thì lúc nào cũng chiến tranh còn dài không biết sống chết thế nào Tôi chưng hửng. Tôi nói khi nào? Mới hồi đó, lúc em hỏi. Tại làm sao mà anh không biết thư cho chị Hương? À, ờ ừ, thì... Cả lúc chiều nữa, anh nói với ba em. Chẳng biết còn nói sao. Tôi ngồi sững, mắt nhìn hút vào cô như bị thôi miên. Câu chuyện từ đầu tới giờ, chẳng qua chỉ để lấn át một điều gì đó, cứ trực bùng lên trong lòng tôi. Nhưng lúc này, trong tôi đang có sự biến đổi khác lạ một sự biến chuyển mơ hồ nhưng mạnh mẽ tựa như hạt cây tự lách lấp vỏ cứng để nhú mầm anh nhìn chi em mà nhìn dữ vậy cô ngượng ngùng hỏi đôi má ửng đỏ hình như những lúc như thế này người ta phải nói một câu gì đó văn hoa bóng bẩy rất dài và rất hay gọi là để tỏ tình nhưng tôi chịu chả nghĩ ra được cái câu nào như thế lý trí đã nép vào một góc cho tình cảm trào lên tôi nhìn thấy trong mắt cô đang ngời lên ánh lửa kỳ lạ không biết rằng trong mắt mình cũng ngời ngời ánh lửa đó ánh lửa trong mắt của những người đang ao ước yêu đương như bị hút tay chúng tôi hồi hộp tìm nhau không còn là cái bắt tay như những lần trước lúc này là sự đụng chạm của hai luồng điện cháy dấu làm tóe ra tia lửa đốt cháy bùng lên ngọn lửa rừng rực khát khao một làn sóng nóng ấm tràn khắp người khiến tôi bồng bềnh trong cảm giác dạo rực êm dịu tâm hồn tôi đang quay theo vòng quay của vũ trụ và máu thịt rung động theo quy luật của tạo hóa. Ngoài kia, mưa đã thôi rơi, gió đã ngừng thổi. Trong không gian im ắng tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng hai trái tim đập thình thịch. Rất gần trước mắt tôi là đôi hàng mi cong khép hờ, vành môi hé mở chờ đợi. Hơi thở dồn dập nóng rực và mùi hương con gái nồng nàn. Đột ngột, có tiếng chó sủa rội màn đêm. Khoảng không gian trong căn buồng nhỏ như bị đóng băng. Hai đứa tôi cứng người ngồi lặng trước sân con chó đã thôi sủa chỉ còn rít ư ử có tiếng chân người và tiếng thì thào tiếp theo là tiếng cửa mở nhẹ gió lùa ngọn đèn dầu run rẩy thủy nữu cứng lấy tay tôi anh hái tiếng giả lý gọi nhỏ dạ tôi gỡ tay cô đứng dậy anh nghĩa lách người qua cửa bước vào và nói ngay có chuyện rồi cơ sở báo địch đang tập trung quân dưới xã sắp lùng lên xóm này anh phải di chuyển ngay tôi vội vã xếp mọi thứ bỏ vào ba lô và xoay đèn kiểm tra lại lần nữa quanh buồng lúc ngẩng lên thấy thủy đứng lặng nhìn tôi chân chân dưới ánh đèn chập chờn trong mắt cô như có những giọt nước đang sao động tôi nắm tay cô thủy nói với bác là tôi đã đi rồi nhớ ra sớm kẻo bác trông anh hải cô kêu lên gục đầu vào vai tôi khóc rưng rức những giọt nước mắt thấm bên vai tôi nóng bỏng thủy đừng khóc Tôi nhẹn ngào vuốt mái tóc dày. Thế nào cũng có ngày tôi về chép hết bài thơ ấy cho Thủy. Cô dụi mắt trên vai áo tôi, ngẩng đầu lên. Em không khóc nữa đâu. Anh đi mạnh giỏi, em chờ. Lâu mấy em cũng chờ được mà. Tôi bóp nhẹ bàn tay cô, khoác ba lô lên vai bước vội ra cửa. Già Lý và anh Nghĩa đứng đợi ở sân. Già nhét mấy gói giấy vào ba lô tôi và dặn. Có mấy thang thuốc, anh lên trên đó chịu khó sắc uống cho mau lành quan thủy nó cứng cỏi lắm anh đừng lo tôi xúc động chia tay giả lý rồi cùng anh nghĩa ra đi ở cổng có mấy đồng chí bộ đội địa phương đang chờ đêm ấy mưa bay lất phất gió đông bắc lạnh lẽo hun hút lùa qua những dãy đồi hoang lần đầu tiên tôi đi qua vùng giáp danh mà không có khẩu súng trong tay và những giọt nước mắt cứ ấm mãi lên vai trong suốt quãng đường gập ghềnh lên chiến khu tôi hiểu rằng qua mỗi chặng đường đời ta không chỉ học được những điều khôn biết thêm nhiều chuyện lạ mà còn mang theo nặng trĩu trong lòng niềm thương nỗi nhớ những miền đất nơi mình từng sống chiến đấu những con người mình từng gắn bó yêu thương hai ngày sau chúng tôi lên tới một khu căn cứ ở miền tây quảng nam người đầu tiên tôi gặp là anh hai nguyên anh ra đón tận ngoài cửa rừng các anh ấy không về nữa tôi chỉ nói được có vậy rồi ôm lấy anh và lên khóc như một đứa trẻ Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 13 của tiểu thuyết Chạy đua tìm vàng với CIA. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.